các bạn. Tối hôm nay là tối thứ hai, rất là vui chia sẻ với các bạn tám điều lưu ý mà một người khởi nghiệp các bạn cần phải làm, các bạn cần phải lưu ý và các bạn phải hiểu. Còn nếu mà các bạn mà không nắm ra được những cái yếu tố này mà các bạn cứ làm theo cái quan điểm, cái suy nghĩ thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị vướng và chúng ta không thể ra khởi nghiệp được. Và mình rất là vui chào các bạn và trong cái buổi tối hôm nay. Các bạn nào mới online thì chào mình, bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn tương tác với mình, các bạn kết nối với mình. Và các bạn nào lạ thì các bạn comment xuống số 1 đi để chúng ta biết nhau. Bạn nào quen thì dễ rồi, chào biết nhau. Bạn nào lạ thì comment số 1 đi để chúng ta cùng nhau biết nhau, để chúng ta cùng nhau cùng nhau cái buổi tối hôm nay. Đúng ra là 9:30 mà mình mới vừa đi về, nên mới kịp lên livestream cho các bạn liền tối thứ hai hàng tuần. Vâng, và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình rồi thì các bạn comment số 1 đi nha, lần đầu tiên biết mình. Các bạn quen rồi thì các bạn comment gửi lời chào, giới thiệu về mình đi để mọi người cùng biết. Chào bạn Nguyễn Văn Thành, chào bạn Nguyễn Hoài Thương, chào bạn Trần Lý Bùi, ok, chào bạn Hoài Anh. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1 để cho mình biết lần đầu tiên xem livestream của mình, để xong livestream mình kết bạn với các bạn. Bạn nào chúng ta quen biết nhau rồi thì các bạn cùng nhau chào và giới thiệu về mình đi, giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của mình để mọi người cùng biết các bạn ơi. Giới thiệu các bạn đang ở đâu, làm gì để mọi người cùng biết. Chào bạn Tuấn Trần, chào bạn Trương Đình Hoàng, ok, lâu quá mới gặp bạn Hoàng. Chào bạn Lê Minh Hoàng, ok, lần đầu tiên biết mình. Chào bạn Nam Trang Trần, chào bạn Nguyễn Thương, ok, chào bạn Hoàng Bá Thanh, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau chào nhau. Chào bạn Phạm Duy Mạnh lần đầu tiên biết mình gì. Chào bạn Đại Lượng Diamond. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1. Chào bạn Lina, ok, rất là vui làm quen với bạn Lina. Chào bạn Nguyễn Thanh Đức, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Lộc Nguyễn. Các bạn nào giới thiệu lĩnh vực kinh doanh của các bạn xuống, đang ở khu vực nào để chúng ta cùng nhau biết. Sau cái phần chào nhau giới thiệu này thì mình bắt đầu mình đi vào thẳng để mình chia sẻ về cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Chào bạn Trần Lý Bùi, thầy ở ngoài đẹp trai hơn thầy ơi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Khánh Nguyễn, ok. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment số 1 nha. Bạn nào biết mình rồi thì giới thiệu về mình. Ok, tối hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề dạ chào thầy, khởi nghiệp không đồng từ rốt lên được không ạ? Ok, mình thì không thuộc những cái trường phái này, bạn Toàn Phạm ha. Mình chỉ thuộc trường phái là chia sẻ và giúp cho các bạn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Còn các bạn mà đi bán hàng trên Amazon, Robin rồi đó thì đó là cái cách của các bạn. Làm sao mình không có đi vào cái dạng đó, ok. Chào bạn Thanh Hùng, mấy hôm nay bận quá giờ mới gặp lại thầy chúc. Ok, cảm ơn bạn Thanh Hùng rất là nhiều, bận là tốt rồi. Tuy nhiên đừng có lễ lúc nào cũng bận, bận là một trong những cái trạng thái rất là tốt. Bởi vì mình có việc để làm, dở hơi nhất là sáng ngày mà không có việc để làm. Tuy nhiên nếu mà lúc nào cũng bận thì nó không có cái gì đó, nó có gì đó không hợp lý. Nên là chúng ta cần phải hệ thống hóa lại công việc để nó bận nhưng mà nó mang lại nhiều tài chính thì lúc đó mới là tốt. Ok, chào bạn Lê Trọng Thông. Vâng, và trước khi vào chương trình thì thứ nhất là các bạn giới thiệu về các bạn, rồi mình cũng dành ít phút để mình giới thiệu về mình, rồi các bạn chia sẻ những cái livestream này về nhà các bạn để cho các bạn nhớ, các bạn biết, rồi một số người, ok chưa, một số người hình dung chưa, để cùng nhau biết. Ok chưa các bạn ơi. Lâu quá em mới thấy anh Thông, ok. Chào bạn Nhật Nguyễn Văn, lần đầu tiên các bạn nào biết mình thì các bạn comment xuống số 1, comment đi các bạn ơi, chia sẻ về nhà các bạn. Và bây giờ mình giới thiệu về mình, sau khi mình giới thiệu về mình xong thì mình sẽ live stream đi thẳng vào chủ đề luôn. Tối nay mình nói rất là nhanh, khoảng 20 phút là xong. Mình nói nhanh lắm. Vâng, và mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sáng lập cái vườn ươm doanh nhân. Mình thành lập nó năm 2009, thấm thoát nó cũng đã được 9 năm rồi.
và đào tạo ra các thế hệ kinh doanh khởi nghiệp. Rất là nhiều bạn đến cái trung tâm của mình thì họ đã từ một người làm công, họ đã ra họ khởi nghiệp và họ có từng bước họ sở hữu những cái doanh nghiệp lớn và phát triển. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bạn họ học xong rồi về họ cũng chả làm gì đâu, bởi vì chắc là có lẽ họ cũng dư tiền rồi gì đó. Tại vì có những lớp miễn phí mà có những lớp cũng có tiền, có những lớp phải đóng rất là nhiều tiền, mà họ học xong về rồi họ không có làm gì hết á, hình như là họ dư tiền rồi họ học xong về rồi họ như thế nào họ cũng học xong về rồi cái rồi họ đi làm, họ đi học cái chỗ khác. Hình như là mấy người đó là những người hình như là họ ham học thì phải, chứ không phải họ học để họ làm. Rồi có những người đi học kinh doanh nhưng mà rốt cuộc rồi họ học về cái rồi họ đi làm đầu tư. Tức là 9 năm qua mình chứng kiến rất là nhiều dạng những bạn tới. Tuy nhiên đó là những bạn mà chắc là dư tiền hay là những cái gì đó thì mình không biết. Ngay từ đầu mục tiêu của Vitrin là giúp cho các bạn ra làm chủ, và cái đối tượng của mình là chỉ có 3 đối tượng thôi. Đối tượng thứ nhất là muốn ra khởi nghiệp nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Học đi đôi với hành. Ok, cảm ơn bạn Trương rất là nhiều. Cái đối tượng thứ hai là họ đã khởi nghiệp một vài lần rồi và đã thất bại, nên họ muốn tới họ học để họ biết được cái cách làm sao ra khởi nghiệp mà nó được ngọt hơn. Và cái đối tượng thứ ba là đối tượng mà họ kinh doanh một thời gian rồi mà họ chưa hệ thống hóa doanh nghiệp của họ được, doanh nghiệp của họ nó còn rất là phức tạp ABC gì đó, họ muốn phát triển hơn thì họ tới họ học. Và 9 năm qua mình làm đúng những cái việc đó thì bạn nào mà họ đi theo đúng cái dòng của mình, họ đi theo cái cách thức thì họ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà có những bạn thì tới học đóng tiền đã rồi về rồi không ứng dụng cái gì hết. Rồi có những bạn học xong rồi về họ làm được hay không được gì đó rồi bắt đầu họ đi nói xấu rồi gì đó. Ok, rất là nhiều. Nhưng mà dù cái gì đi nữa thì như thế nào mình vẫn cứ làm và làm được 9 năm rồi. Và mình sẽ làm cho tới năm mà mình không còn ở trên đời này nữa. Ok chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình giới thiệu về những cái quyển sách của mình. Hiện tại thì mình có những cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn. Cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái cách thứ hai thì cách của cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển sách tiếng Anh bán trên trang ở nước ngoài. Và cái quyển tiếp theo nữa là đây là cái trung tâm B-Training. Cái chữ trung tâm B-Training Vượt Ngưỡng Nhân Dân mình thành lập 9 năm rồi. Đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, cách làm chủ và khởi nghiệp từ tay trắng. Okay chưa? Và cái đây là cái địa chỉ của trung tâm của mình. Thì các bạn đang mình giới thiệu xong thì mình sẽ nói vào chương trình, cũng như các bạn cũng cần phải giới thiệu về các bạn. Vậy thì mình có những cái khóa học như là thứ năm hàng tuần thì mình hay có khóa học miễn phí, và các bạn nào quan tâm thì các bạn đến khóa học miễn phí đó bằng cách gì bằng cách các bạn comment số điện thoại hoặc các bạn inbox số điện thoại của mình thì các em nó sẽ mời các bạn đi học lớp miễn phí đó. Mình cũng có cái lớp làm chủ doanh nghiệp hay mở vào thứ bảy chủ nhật, và mình đã mở tới khóa 144 rồi, và thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa là khóa 145. Bạn nào quan tâm thì cũng inbox số điện thoại cho mình. Và hôm nay mình sẽ nói với các bạn, đặc biệt là bạn nào mà sở hữu hai quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, trên khắp mọi miền đất nước. Rất là dễ, sách sẽ được giao đến nhà các bạn thôi. Thì hai quyển sách này là 210.000, bao luôn phí ship cho các bạn. Phí ship về tới nhà các bạn nó mất hết 50.000 nữa, đi các tỉnh nó mất tới 50.000 nữa. Trong giai đoạn này mình bao luôn phí ship cho các bạn. Và những bạn sở hữu hai quyển sách này thì các bạn sẽ được add vào trong một cái group. Cái group đó là một group bí mật. Thì chúng ta sẽ nói về chủ đề kinh doanh nó sâu hơn. Sâu hơn ở trong cái group đó. Và các bạn cũng có cơ hội làm quen với rất là nhiều bạn ở trên khắp mọi miền đất nước này. Họ cũng ở trong cái group đó. Và họ là những người đang kinh doanh và đam mê kinh doanh. Rồi bây giờ mình đã giới thiệu xong về mình rồi. Bạn nào mới vào thì các bạn cũng giới thiệu về các bạn đi. Và bây giờ mình đi vào cái chủ đề. Vậy thì 8 cái điều lưu ý khi các bạn ra khởi nghiệp. Chào bạn Lê Hoàng Minh, em đặt rồi mà giao cho em thầy. Bạn đặt ở đâu? Và bạn có số điện thoại chưa?
Inbox số điện thoại đi, bạn nào muốn mua thì cái inbox số điện thoại đi. Hôm qua có đăng ký cho hai bạn học lớp của thầy. Ok bạn Thúy Diễm, cảm ơn bạn Thúy Diễm rất là nhiều. Tiếp tục, 8 cái lưu ý mà một người ra khởi nghiệp chúng ta cần phải biết. Một người mà họ ra họ làm kinh doanh thì các bạn có nghĩ là cái suy nghĩ và cái tư duy của họ nó khác với một người đi làm công à? Bây giờ mình hỏi các bạn câu họ đó, các bạn thấy nó khác hay nó giống à? Khác hay giống các bạn ơi? Ok chưa? Bạn nào mua hai quyển sách rồi mà chưa vào nhóm thì các bạn cứ comment xuống, thì sẽ gửi cho bạn đường link. Và với điều kiện các bạn trả lời được những câu hỏi trong link đó thì các bạn mới vào, chứ bên mình cũng không có add vào. Ok chưa? Ok chưa? Bạn thứ gì Dương Thị Ngọc Văn gì đó, lúc trước em có học một lớp, em có đóng tiền để học khóa sau nhưng không có thời gian đi học. Ok, bạn không có thời gian đi học thì bó tay thôi chứ biết sao bạn ơi. Ok chưa bạn ơi? Khác nhau hay giống nhau à? Đúng rồi, các bạn nói trả lời là khác. Chào bạn Kỳ Nguyễn. Ok chưa? Các bạn nói trả lời là khác nhau hay giống nhau à? Khác nhau hay giống nhau các bạn? Comment xuống đi, tương tác với nhau để cho nó vui. Khác nhau hay giống nhau? Chắc chắn là khác nhau. Bởi vì cái tư duy nó sẽ tạo nên con người của bạn. Suy nghĩ rằng bạn trở thành dân kế toán thì bạn sẽ đi học kế toán. Bạn nghĩ rằng bạn là tài xế thì bạn sẽ là tài xế. Ok chưa? Bạn nghĩ rằng Vượt Biển Lớn là quyển sách các bạn đời đạo đức giả ơi. Cái tên của bạn nó rất là kỳ lạ. Ok, nó rất khác nhau. Và chính cái sự khác nhau đó họ mới trở thành, mình hay nói là nhóm đinh và nhóm búa. Ok, chào bạn Kỳ Nguyễn. Bạn cứ nhận ra điều này nè chưa? Nhóm đinh là nhóm làm chủ và nhóm búa là cái nhóm đinh là nhóm làm công và nhóm búa là nhóm làm chủ. Cái khái niệm này là cái khái niệm mình phát hiện cách đây hơn 20 năm trước. Ok chưa? Chào bạn Hải Anh. Ok chưa? Các bạn có nhận ra điều này, họ khác nhau. Vậy thì họ khác nhau cái gì? Các bạn ghi cái thứ nhất đi. Họ khác nhau là họ biết cái cách, họ sẵn sàng ra lập nghiệp, sẵn sàng ra làm chủ doanh nghiệp, sẵn sàng ra mở công ty ngay từ lúc họ chưa có gì trong tay, tức là với những đồng tiền rất là nhỏ. Ok chưa? Tất cả những người mà ra khởi nghiệp họ đều biết cái cách là bắt đầu khởi nghiệp từ đồng tiền rất là nhỏ. Bạn đời đạo đức giả ơi, đó là hai cái quyển sách của mình. Một cái quyển sách là Vượt Biển Lớn và một quyển sách là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và nếu mà bạn mua hai quyển sách này thì các bạn cho số điện thoại và sách sẽ gửi được về nhà các bạn. Chào bạn Như Ngọc. Các bạn hiểu chưa? Tất cả những con người này, còn những con người rằng những cái con người còn lại, họ luôn suy nghĩ rằng muốn ra khởi nghiệp, muốn ra làm chủ thì phải cần có rất là nhiều tiền. Thì tất cả những người đó họ sẽ không ra khởi nghiệp được. Hoặc nếu mà họ ra khởi nghiệp được thì họ sẽ dùng rất là nhiều tiền. Và họ, phần lớn là họ làm mất tiền. Vì sao à? Vì một trong những cái bản năng của người ra khởi nghiệp là gì à? Là phải biết cách từ tay trắng để làm ra được đồng tiền. Còn nếu mà bạn nghĩ rằng có tiền, nếu mà bạn mà không có năng lực làm ra đồng tiền đó, ok chưa, bạn không có năng lực làm ra cái đồng tiền đó mà lại bạn lại dùng tiền để bạn ra khởi nghiệp, thì cái điều đó là cái điều là bạn đi làm mất tiền. Bạn bán đất để bạn đi khởi nghiệp. Sách em đọc rồi. Ủa, sách em đọc rồi mà sao em lại hỏi nhỉ? Không hiểu ý của bạn luôn. Mình có hai quyển sách mà bạn hỏi thì mình cũng không hiểu luôn. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Phải nhận ra rất rõ ràng. Khi chúng ta không có tiền mà chúng ta nghĩ ra được cái cách để chúng ta khởi nghiệp, nghĩa là chúng ta đã biết cái cách vượt qua một cái kẽ hẹp, biết cái cách để chúng ta gì ạ? Thoát ra một cái khó khăn. Và đó là cái
cách để chúng ta lớn lên. Còn những người họ nói rằng là họ có tiền họ mới khởi nghiệp được, thì có tiền để khởi nghiệp được thì quá đơn giản, ai cũng khởi nghiệp được. Nếu mà chờ có tiền mới khởi nghiệp được thì ai cũng khởi nghiệp được. Cái ông xe ôm ông cũng khởi nghiệp được, cái đứa đi bán vé số cho nó nhiều tiền nó cũng khởi nghiệp được, ok chưa? Ai cũng làm được cái việc đó nếu mà trong túi đã có tiền. Cái sự khác biệt của những người làm chủ doanh nghiệp ăn từ trong máu của họ là họ biết cái cách để họ khởi nghiệp từ không có tiền hoặc rất ít tiền. Và cái cách đó nó giúp cho họ gì ạ? Các bạn nên nhớ một điều này: năng lực của chúng ta chỉ phát triển, trí tuệ của chúng ta chỉ phát triển, con người của chúng ta chỉ phát triển khi chúng ta phải đối diện trong cái tình huống khó khăn. Còn trong tình huống dễ dàng, cái gì cũng dễ dàng, cái gì cũng có sẵn, thì phần lớn là chúng ta chả giỏi giang được một cái gì hết. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn có nhận ra cái điều này trong cuộc sống của các bạn không ạ? Con người của chúng ta chỉ phát triển khi chúng ta đối diện với khó khăn, đối diện với những cái vấn đề nan giải. Cái người bác sĩ giỏi là người bác sĩ như thế nào có khả năng mổ những cái ca rất là khó thì đó mới gọi là người bác sĩ giỏi. Chứ những cái ca dễ đó mình cũng đi mổ rồi mình tự xưng là mình là bác sĩ giỏi thì đó là không phải là cái người bác sĩ giỏi. Cái người làm kinh doanh là cái người, cho bạn Tony Trần, ok chưa? Cái người làm kinh doanh là cái người phải có cái khả năng xoay sở và làm ra đồng tiền, làm cho doanh nghiệp của mình nó phát triển. Ok chưa? Để cho gì ạ? Trong cái điều kiện nó rất là khó khăn. Còn những người mà nói rằng là chờ có tiền mới ra khởi nghiệp được, chờ có kinh nghiệm mới ra khởi nghiệp được, thì tất cả những con người đó họ sẽ không bao giờ họ khởi nghiệp được hết. Bởi vì cái việc đó là việc hoàn toàn không thực tế. Bởi vì chúng ta đã có nhiều tiền rồi thì chúng ta khởi nghiệp làm cái gì? Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì các bạn thấy không, là chúng ta đã giỏi rồi. Chúng ta chỉ có nhiều kinh nghiệm khi chúng ta làm việc với nó nhiều thì chúng ta mới có nhiều kinh nghiệm, chứ không phải là ngồi chờ có nhiều kênh kinh nghiệm. Nhưng mà cái tư duy đó là cái tư duy gì ? Cái tư duy mà chờ có nhiều tiền, chờ có nhiều kinh nghiệm thì thực sự là cái tư duy đó nó không có xảy ra trong thực tế này. Cái điều đó nó không xảy ra trong thực tế này. Đó là cái tư duy số 1. Cái lưu ý số 1 mà nếu bạn nào mà bị tắc cái chỗ đó thì các bạn phải biết gỡ cái chỗ đó ra. Và các bạn chưa biết cách ra khởi nghiệp từ những đồng tiền rất là nhỏ bé thì các bạn hãy đi học cái cách đó. Chứ không có ngồi mà nói cái câu là tại vì tôi không có tiền, tại vì tôi không có vốn. Cái câu đó là cái câu mà nó rất là tệ, nó rất là dở, nó làm cho cái con người của bạn nó nhỏ bé, nó thấp lắm. Cái tư duy thứ hai, cái lưu ý thứ hai là cái người ra khởi nghiệp là cái người biết cách đi từng bước nhỏ. Ghi vô, đi từng bước một, họ đi bước một rồi họ mới đi bước hai. Họ làm nhỏ trước rồi họ mới từ từ làm thêm một chút để mỗi ngày họ lớn lên. Còn cái người không biết cách khởi nghiệp là cái người gì vậy? Cái người ra là đòi làm bự liền. Họ chút ra là đòi làm bự liền là những người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Và những cái người đó là những cái người nó như thế nào ? Họ sẽ lãnh nhận những cái thất bại rất là to lớn. Bởi vì họ không có biết rằng một cái nguyên lý trong tự nhiên rằng một cái cây nó muốn lớn lên thì nó là một cái cây rất là bé. Để nó trở thành một cái cây lớn, nó là một cái cây bé. Rồi một cái cây bé đó từ từ nó mới lớn lên. Thì một ngày nào đó nó mới trở thành một cái cây bự. Các bạn muốn làm bự thì các bạn phải làm từ cái bước một cực kỳ bé nhỏ. Làm nhỏ như vậy để gì ? Để chúng ta học hỏi kinh nghiệm, để chúng ta kịp gì ? Để chúng ta kịp lớn. Ok chưa? Điều đó có nghĩa là gì ? Ra làm kinh doanh không phải là lao ra chúng ta làm ông chủ, chúng ta kinh doanh lớn liền. Không phải, chúng ta phải luyện những kỹ năng rất là cơ bản.
Ví dụ như là kỹ năng bán hàng. Chính các bạn phải là người đi bán hàng. Bạn phải có khả năng bán hàng cho bất kỳ người nào. Ok chưa? Và khi bạn đã giỏi khả năng bán hàng rồi thì bạn không còn lo lắng gì về những cái công việc khác nữa. Bởi vì bạn chắc chắn là bạn có tiền. Những người không bán hàng, không giỏi bán hàng mà đòi ra làm kinh doanh thì trước sau gì họ cũng thất bại. Bởi vì có khách hàng ngồi trước mặt họ, họ cũng không bán được hàng nữa. Những người không bán được hàng, không giỏi bán được hàng thì phần lớn là họ đi đuổi khách hàng hơn là họ bán hàng. Khách hàng mà từ chối thì họ nói là khách hàng sao lại từ chối. Mà khách hàng họ được quyền từ chối chứ. Nhưng mà khách hàng từ chối thì họ nói khách hàng sao từ chối. Tức là họ bán hàng theo cái cách gì à? Họ bán hàng theo cách gì à? Họ muốn tới họ nói cái khách hàng phải móc tiền đưa cho họ liền. Họ bán hàng theo cái đó. Còn mà khách hàng mà hỏi họ lại gì thì họ nói là tại sao hỏi nhiều vậy. Khách hàng hỏi họ ABC là bắt đầu là họ nói là tại sao phải hỏi nó như vậy. Rồi họ căng nhằn. Đó là những người không biết bán hàng. Những cái con người đó họ không thích hợp cho những người kinh doanh. Rồi các bạn phải biết cách tìm kiếm khách hàng, tức là phải giỏi về marketing. Ok chưa? Họ phải giỏi về marketing. Nếu các bạn không giỏi về marketing thì có khách hàng đâu mà các bạn bán. Rồi lúc mà doanh nghiệp lớn lên thì chúng ta phải giỏi về cái kỹ năng đàm phán để chúng ta bán được những cái đơn hàng lớn. Rồi chúng ta phải giỏi về nữa, giỏi về kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên. Lúc mà nhân viên vào, đây những bạn cứ tới hỏi mình rằng là nhân viên em tuyển nhân viên vô nhưng mà nó không có làm được theo cái ý em. Mình nói làm sao mà nó làm được theo ý bạn, chính bạn còn không hiểu được cái ý bạn đó. Bạn phải quy trình hóa ra và hướng dẫn nhân viên nó làm chứ. Okay, nhân viên nó làm không được thì nó dở hay là cái người tuyển dụng của nó dở. Bạn nhận ra cái điều gì không? Đó, cái người tuyển dụng của nó dở, cái người sử dụng của nó dở. Ok chưa? Cái người tuyển dụng của nó quá dở, quá tệ lên. Một trong những cái người làm kinh doanh giỏi, cái người lãnh đạo giỏi là bất kỳ nhân sự nào vào trong tay của bạn thì bạn cũng gì à? Bạn biến họ thành một người giỏi. Ok chưa? Còn những cái người mà dở đó là thậm chí những cái người mà họ dở cái kỹ năng lãnh đạo á thì cái người giỏi vào công ty họ đó, vào trong tay họ, họ thì cái thằng giỏi nó cũng thành thằng dở luôn, họ nó cũng không làm được việc luôn. Và nó chỉ còn một con đường là nó đi ra khỏi cái công ty đó thôi. Chỉ những đứa khờ khờ mới làm được việc với họ thôi. Và thấy là cái công ty họ toàn là tập hợp toàn là những đứa khờ không á. Bởi vì sao à? Họ kém quá, họ quá kém đi. Ok chưa? Vậy thì hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy hữu ích không ạ? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này rất là hữu ích. Các bạn học được những cái gì thì các bạn comment xuống đi. Để cho mình biết, rồi các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn ghi cái con số 1 xuống, comment con số 1 để mình biết rằng là lần đầu tiên các bạn biết mình. Tối nay mình livestream nhanh thôi, mình nói xong vèo cái là mình sẽ nghỉ nhanh. Ok. Các bạn nào học được cái gì thì các bạn lại comment xuống để mình biết. Bạn nào mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống và các bạn mua sách. Bạn Nguyễn, cảm ơn bạn Nguyễn, chút xíu livestream xong mình sẽ làm quen em. Ô chào bạn Quang Nguyễn. Ok chưa? Mình có hai quyển sách, mỗi ngày một chút thôi, và quyển vượt biển lớn. Bạn nào mua sách thì các bạn comment xuống cho số điện thoại và sách sẽ giao về nhà các bạn. Ok chưa? Bạn nào đã có sách rồi mà chưa add vào group, chưa add vào cái group bí mật đó thì các bạn comment xuống và sẽ cho các bạn đường link. Và sau khi các bạn có đường link rồi thì các bạn trả lời những câu hỏi thì các bạn mới được vào group nha. Ok. Còn hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống. Để gì à? Để mình biết rằng là thực sự là các bạn học được cái gì. Vâng. Vậy thì bây giờ mình nói tới ý số 3. Cái ý số 3 là gì ạ? Chào bạn Lan Thanh Trương. Ok, phải năng lượng rồi em. Không năng lượng thì không thể làm việc được. Không năng lượng thì không thể gì à? Không thể phát triển được. Baby, nhà em chào thầy. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều.
chúng ta phải đi từng bước nhỏ, và không biết cách thì hãy đến những cái lớp học để mà học, để chúng ta biết cách. Tiếp tục, cái thứ ba là chúng ta phải gì à? Phải biết xây dựng mối quan hệ, phải hiểu về việc kiếm tiền, và phải hiểu được rằng hãy xây dựng cho chúng ta một cái sự nghiệp kỳ đi. Quan hệ tiền bạc và sự nghiệp, nôm na nó là như vậy. Quan hệ tiền bạc và sự nghiệp ghi vào. Em chưa được vào group. Chưa được vào group là bởi vì các bạn không chịu trả lời những câu hỏi. Bạn nào mà không trả lời câu hỏi thì không được vào group đâu. Các em nó sẽ duyệt, nó thấy người nào mà không trả lời câu hỏi thì nó không có cho vào group. Phải trả lời câu hỏi. Chào bạn mãi mãi. Ok chưa? Tiếp tục, các bạn sẵn sàng đến mình ạ. Những con người mà họ biết làm kinh doanh, họ có cái máu làm kinh doanh, dù họ trẻ hay họ lớn tuổi, thì ngay những cái ngày đầu của họ, họ phải luôn gì ạ? Họ phải luôn biết xây dựng các cái mối quan hệ, và họ duy trì những cái mối quan hệ rất là tuyệt vời. Còn những người không biết á, là họ xây dựng cái mối quan hệ để họ như thế nào họ lợi dụng một cái gì đó. Ví dụ như hồi nãy mình đi ăn tối với bạn Kim, cái ô baby, là bạn hiện tại là bạn đang kinh doanh về quần áo trẻ em, cho trẻ sơ sinh, và bạn chuyên bán cho phân khúc ban sĩ. Bạn là nhà sản xuất và bạn bán cho các người tổng đại lý ở các tỉnh. Bạn làm việc rất là tốt. Mình mới ăn cơm với gia đình bạn. Thì bạn có kể với mình một cái người cũng rất là thú vị. Cái người đó tự nhiên bạn hỏi mình là thầy có biết cái anh này không? Thì mình, bạn nói cái tên thì mình cũng không biết cái anh đó là cái anh nào. Và khi mà bạn đưa cái hình của cái đồng chí đó lên Facebook thì mình cũng thấy đồng chí đó lạ quá. Nhưng mà bạn đã nói rằng là cái người này nè, họ nói là họ biết thầy rất là rõ, họ kể vanh vách về thầy luôn, họ nói là họ chơi với thầy. Mình kêu trời, cái người này mình hoàn toàn không có biết. Nhưng mà mình nói là họ nói như vậy để làm gì? Để họ bán hàng, họ muốn xây dựng cái mối quan hệ với những cái bạn học viên đã từng học bi, để họ lấy cái uy tín đó để họ bán hàng, và họ rủ người ta đi chơi tiền ảo, mà họ dùng cái từ gọi là tiền ảo, mà họ dùng một cái từ là để mà làm cho mọi người nghe có vẻ oai, đó là blockchain. Và mình vô cùng ngạc nhiên. Và thực sự lâu lâu mình cũng hay gặp cái tình trạng nó như vậy. Có một bạn kia hồi rất lâu rồi chat nói mình, hỏi muốn làm quen với mình, và sau đó lấy cái dữ liệu data đó và bắt đầu là đi như thế nào đi làm quen với các bạn ở trong bi, và nói rằng là bạn với mình. Và các bạn vô và bắt đầu bán hàng. Thì những cái con người đó là những con người họ xây dựng cái mối quan hệ không có bền vững và không tử tế. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Họ xây dựng mối quan hệ không có bền vững và không tử tế. Và các bạn nào đã chọn cái con đường ra làm cái đăng chân chính thì các bạn không bao giờ được làm nó như vậy. Chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ bền vững và tử tế. Tử tế ở đây không có nghĩa là mình nói với các bạn tử tế, nghĩa ở đây không có nghĩa là mình đang rất là tử tế. Nó không có nghĩa nó là như vậy. Nhưng mà mình đang cố gắng để mình tử tế. Bạn hình dung chưa? Mình đang cố gắng để mình tử tế, cố gắng mỗi ngày tử tế hơn. Chứ còn có nhiều lúc nóng giận lên cũng chả tử tế đâu. Nhiều lúc cũng ba trời lắm á. Tuy nhiên cố gắng tử tế, cố gắng giữ được những cái mối quan hệ đó nó bền vững và nó vững chắc. Cố gắng tử tế, cố gắng luôn tâm niệm ở trong đầu nó là như vậy. Thì những cái người mà biết làm kinh doanh và cái máu làm kinh doanh từ nhỏ, họ là người ra làm chủ, thì họ luôn xây dựng các cái mối quan hệ vững chắc. Bởi vì mỗi người mà chúng ta gặp trên đời này, họ đều biết một cái gì đó, họ đều chứa đựng một cái kinh nghiệm gì đó, họ đều chứa đựng một cái kiến thức gì đó rất là đàng hoàng. Và những cái con người này là những cái người họ rất là tích cực, họ không bao giờ đi phán xét, không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Các bạn
Bạn nào mà có cái thói quen mà nói xấu người khác sau lưng là cái thói quen đó nó không có tốt đâu các bạn ạ. Nó không có tốt chút xíu nào đó. Hãy ngồi với nhau là chúng ta nói điều tốt về nhau. Đừng có lôi cái điều xấu về nhau. Nếu mà bạn nhìn cái góc độ xấu thì cái đầu của người đó, các bạn, nếu người nào đó họ ngồi họ nói xấu ai về bạn thì chắc chắn rằng một ngày nào đó cũng có người đó họ cũng nói xấu bạn với một người nào đó. Các bạn hình dung chưa? Chắc chắn cái điều đó là nó điều nó xảy ra. Nó là một người kinh doanh, chúng ta hãy bỏ đi. Và nếu chúng ta còn tính cách đó thì chúng ta không bao giờ chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ bền vững hết. Không bao giờ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về tiền. Chúng ta phải hiểu về tiền, hiểu quy luật đồng tiền. Và kinh doanh là chúng ta phải luôn có dòng tiền dương. Kinh doanh mà là dòng tiền cứ âm mà cũng gọi là kinh doanh. Kinh doanh mà nợ nần đầy mà cũng gọi là kinh doanh. Kinh doanh mà công nợ sắp đóng vậy nè, tiền trong công ty đang âm như vậy mà cũng gọi là kinh doanh. Kinh doanh là dòng tiền luôn luôn dương. Kinh doanh là dòng tiền luôn luôn dương. Ok chưa? Dòng tiền phải dương thì mới gọi là kinh doanh. Dòng tiền âm mà đi là kinh doanh gì? Bỏ ra cái đống tiền làm lúc nào cũng nằm ở trạng thái âm. Bạn bỏ ra một đống tiền là bạn âm rồi. Rồi cố gắng lấy tiền về, bán hàng để lấy tiền về. Vậy mà cứ gọi là kinh doanh. Kinh doanh kiểu gì mà bỏ một đống tiền vậy? Dòng tiền thì vô không có. Nó là chúng ta phải hiểu về quy luật về tiền. Rồi làm ra tiền rồi lại hết tiền. Đầy những người nói là lúc xưa em làm ra rất là nhiều tiền mà giờ em hết tiền. Như vậy thì cũng không được, cũng có vấn đề. Cái kết quả cuối cùng của kinh doanh là chúng ta phải có lợi nhuận và chúng ta phải bảo vệ được nó. Nếu mà chúng ta không bảo vệ được nó thì chúng ta đã kinh doanh để làm cái gì? Kết quả của người làm kinh doanh đó là chúng ta phải có lợi nhuận. Làm kinh doanh là phải có lợi nhuận. Làm kinh doanh mà không có lợi nhuận thì chúng ta làm kinh doanh cái gì? Và cái câu tiếp theo đó là cái từ tiếp theo mà đó là sự nghiệp. Nếu mà chúng ta xem cái việc làm kinh doanh là sự nghiệp thì chúng ta phải đầu tư cho nó, học hành cho nó bài bản đi. Đầu tư cái sự nghiệp cho chúng ta nó bài bản đi. Cái gì cũng muốn hết. Có nhiều người kinh doanh cũng muốn, đầu tư cũng muốn, mà rồi xem phong thủy cũng muốn, rồi NLP cũng muốn. Cái gì ở Sài Gòn này có là họ đi học hết, mà rốt cuộc rồi họ không có cái quỹ gì hết. Mình thấy đầy những người họ vác gói họ đi học những cái lớp làm giàu rồi đó, họ học đâu mấy năm nay rồi mà rốt cuộc mình thấy họ giàu đâu không có. Mình thấy một cái doanh nghiệp bé bé họ làm cũng không xong đó. Thì mình không hiểu là họ đi học cái gì, như là họ nghiện học cái xấu. Sáng nay chút xíu nữa các bạn xem cái live stream này thì các bạn vào cái Facebook của mình, các bạn đọc cái bài của mình. Sáng nay mình có một cái bài trên Facebook, các bạn nào đọc chưa? Và các bạn thấy cái tiêu đề của bài sáng nay nó là cái gì? Các bạn đọc chưa? Chào bạn Kiên Lương, ok chưa? Chào bạn Văn Phước. Cái bài sáng nay trên Facebook của mình nó là gì? Và bạn nào chưa đọc thì mình khuyên các bạn hãy đọc cái bài viết sáng nay mình viết trên Facebook. Cái bài sáng nay tiêu đề nó là gì các bạn ơi? Có bạn nào comment xuống cho mình không ạ? Bởi vì họ không hiểu cái từ là sự nghiệp. Học để xây dựng cho mình một sự nghiệp, chứ không phải học để có kiến thức. Học kiến thức là ở trong sách vở. Bạn đi học để có kiến thức thì bạn đi học nó làm cái gì? Mua một đống sách về nhà đó, để trong nhà đó, và bạn bè tới và chỉ cho mọi người ta có kiến thức nè. Học mà về không làm thì y chang vậy đó. Bạn đừng có căng phải đi học để làm gì. Bạn Trinh Ngọc, em đọc rồi. Em đọc rồi, sao em không comment xuống bạn Trinh Ngọc ơi? Vậy cái bài sáng nay cái tiêu đề nó là gì? Chào bạn Thùy Dung, Phạm Thùy Dung. Học về mà các bạn không làm, và thì các bạn không có tạo ra được cái nhận thức. Sáng nay cái bài mình viết, các bạn biết mình viết gì không ạ? Mình nói là nhận thức quan trọng hơn gấp nhiều lần kiến thức. Ok chưa? Và hai cái đó nó khác nhau. Kiến thức về giao thông
khác một người có nhận thức về giao thông. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Kiến thức về bất động sản thì khác hoàn toàn một người có nhận thức về bất động sản. Kiến thức về khởi nghiệp thì nó khác hoàn toàn với một người như thế nào à? Một người có cái gì à? Có cái nhận thức về kinh doanh. Khác nhau các bạn, khác nhiều lắm, vô cùng khác. Và bạn nào đọc cái bài này đi, các bạn sẽ thấm. Nếu mà các bạn học về mà các bạn không làm á, thì mình nói các bạn đừng có đi học. Mua sách đó, ra nhà sách đó, mua hết sách đó, về để một đống ở trong nhà rồi kêu bạn bè tới kêu là tao là nhà có kiến thức nè. Một đống kiến thức ở nhà đó. Đi học về không làm thì học làm gì? Vậy mà khăn gói, đóng tiền, học quá trời hết. Học năm này qua năm nọ, ở Sài Gòn có cái lớp gì là đi học hết. Nhưng mà về thì không có làm. Ok chưa? Vậy thì bạn là người đi sưu tầm kiến thức à? Sưu tầm kiến thức thì đâu cần phải lặn lội ngồi ở cái lớp học mấy ngày, hết lớp học này, lớp học kia, ra ngoài nhà sách mua một đống sách về để đó. Thế là người có kiến thức rồi. Chúng ta cần phải học để xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Bạn chọn cái gì là bạn phải học và học làm cho bằng được nó. Phải xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Kinh doanh là một sự nghiệp. Và bạn hãy tập trung hết công sức vào nó để xây dựng cho mình một cái sự nghiệp. Các bạn thấy một cái người tài xế, các bạn thấy một người tài xế lái xe không? Các bạn có thấy một người tài xế lái xe không? Họ phải làm sao để họ lái được xe, họ điều khiển được cái xe, họ tập trung toàn bộ kinh nghiệm để họ làm được cái, họ điều khiển cái xe. Bởi vì họ biết cái đó là cái nghề của họ. Chúng ta ra kinh doanh cũng vậy. Chúng ta ra kinh doanh cũng vậy. Chúng ta phải xác định ra được rằng cái việc làm chủ, cái việc sở hữu cho chúng ta một doanh nghiệp, đó là một cái nghề, đó là một cái sự nghiệp mà đi với chúng ta cả đời. Thì chúng ta phải làm đến cùng với nó. Đi không có xác định gì hết, đi kinh doanh mà kiến thức thì thiếu đầu thiếu đuôi, mà không chịu đi học để cho nó biết. Cứ gì à? Gặp một cái đối tượng thứ nhất thì cái đối tượng gì à? Kinh doanh làm bao nhiêu năm rồi không phát triển thì không chịu đi học để cái đầu nó mở mang ra. Đó. Rồi cái đối tượng thứ hai là gì à? Là gặp cái gì của học, học tràn gian đại hải, học không có mục tiêu. Họ không phải đi học cái gì họ thiếu, mà họ đi học để họ chứng minh rằng họ là người có học. Đó là chuyện cuối cùng rồi, họ học và họ không có dùng cái gì hết. Và chỉ cái đối tượng thứ ba, cái đối tượng này rất là ít. Họ học theo mục tiêu rất là rõ ràng. Họ thấy họ yêu cái gì là họ đi học cái đó. Họ dở cái gì là họ đi học cái đó. Họ học để họ tháo gỡ ra. Bởi vì họ xác định ra cho họ rằng là kinh doanh là một sự nghiệp. Và họ đeo đuổi nó đến cùng. Rồi có rất là nhiều bạn như thế nào Lên online này. Rồi inbox cho mình. Rồi nhờ mình làm này, nhờ làm kia. Các bạn làm như mình là nhân viên của các bạn chứ. Hồi nãy tự nhiên có một bạn vào nè. Anh ơi, em có 10 đứa nhân viên. Bây giờ em muốn làm những cái câu ở trong công ty cho mọi người lên tinh thần. Anh nghĩ cho em vài câu đi. Rồi mình rảnh đâu mà đi nghĩ cho các bạn. Rồi cái người khác... Anh chỉ cho em vài cái này, anh chỉ kia. Những cái con người đó các bạn thấy làm sao mà họ kinh doanh thành công được? Với mình mà họ còn sai mình nó như vậy á, thì hiểu huống chi nhân viên của họ, huống chi khách hàng của họ. Tức là họ mong muốn nhờ mình một cái gì đó. Ok chưa? Họ mong muốn nhờ mình một cái gì đó mà họ như họ sai mình. Nó anh ơi, anh nghĩ cho em vài câu đi. Trời, mình nếu mà mình rảnh thì mình ngồi mình viết sách. Mình rảnh thì mình ngồi mình xem tivi sướng hơn. Mất mớ gì mình rảnh mình ngồi mình nghĩ cho các bạn. Các bạn hiểu không? Hoặc là mình rảnh thì mình live stream đi. Để mình chia sẻ cho cả trăm người biết. Tự nhiên đầy những người vô hỏi mình mà họ không có biết cách. Họ làm như mình là nhân viên của họ, phải làm cái việc đó cho họ. Thì mình nghĩ những cái con người đó, khách hàng làm sao chịu nổi họ trời. Nhân viên
Và thế là lúc nào họ cũng liên hệ với mình và họ nói là nhân viên em nó làm ít bữa rồi nó đi, mà nói nó không đi cũng kỳ lạ. Mình bản thân mình mà các bạn còn sai mình mà inbox mà thầy nghĩ giùm em cái tên của công ty đi, thầy nghĩ giùm em cái tên của thương hiệu đi, thầy nghĩ giùm em mấy cái câu đó là sao cho nó hay đi. Với mình mà các bạn còn sai mình mà huống chi nhân viên bạn trả lương cho nó. Với mình các bạn không đưa mình đồng nào mà các bạn còn sai mình nó như vậy mà. Với nhân viên mà bạn trả lương thì mình nghĩ là chắc là không ai làm việc nổi với bạn. Hãy xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của bạn. Chúng ta phải phát triển con người chúng ta ở lên một cái tầng cao mới. Các bạn dùng ra điều này chưa? Chúng ta phải phát triển con người của chúng ta lên một tầng cao mới. Ok chưa? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới gì? Cái thứ ba rồi đúng không? Cái thứ ba rồi. Hồi nãy giờ các bạn có học được cái gì từ cái việc mình chia sẻ mà? Bạn nào chưa chia sẻ livestream này về thì các bạn chia sẻ livestream này về đi. Mình đã nói rồi, hãy chia sẻ cái livestream này về để mình xem thử. Mới có chưa được 50 ông chia sẻ đó, mình không hiểu là các bạn không lưu lại cái livestream này sao á. Hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Và bạn nào, mình giới thiệu về mình chút xíu, có một mớ bạn vào sau các bạn chưa biết. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sở hữu hai cái những cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Và cái trung tâm B-Training là mình sở hữu, mình thành lập nó năm 2009. Và cái đây là cái khóa học nổi tiếng của mình, làm chủ doanh nghiệp. Và cái đây là địa chỉ trung tâm của mình. Ok chưa? Hiện tại như thế nào ? Hiện tại thì mình có cái khóa học miễn phí vào tối thứ năm hàng tuần. Bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, rảnh thì các bạn chạy về thành phố Hồ Chí Minh, các bạn học vào tối thứ năm hàng tuần và các bạn inbox cái số điện thoại cho mình. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ đi. Hồi nãy giờ mình thấy chưa được 50 cái lượt chia sẻ. Ok chưa? Chưa được 50. Bây giờ là được 55 người à. Còn khối ông chưa chịu chia sẻ. Có chia sẻ không mà các bạn cũng không chia sẻ các bạn thấy không ? Nghĩa là các bạn vẫn còn suy nghĩ, các bạn vẫn còn tằng ngần các bạn suy nghĩ. Và cái khóa học rất là nổi tiếng của mình là cái khóa học làm chủ doanh nghiệp, cái cách khởi nghiệp từ tay trắng. Thì thứ bảy chủ nhật tuần sau thì nó có cái khóa, nó tới cái khóa 145. Và bạn nào quan tâm thì các bạn đi học, quan tâm ra khởi nghiệp kinh doanh thì các bạn đi học cái lớp đó. Và bạn nào mà mua hai cái quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, thì sẽ như thế nào ? Sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển sách này là 210.000. Mình chỉ lấy tiền vốn thôi. Và gửi đến nhà các bạn free ship luôn. Cái free ship tới nhà các bạn là 50.000 rồi. Mục tiêu là các bạn phải có được cái kiến thức này. Rồi các bạn như thế nào ? Các bạn được add vào trong một cái group. Cái group này chỉ dành cho những người có hai cái quyển sách. Các bạn được vào trong cái group đó. Và các bạn sẽ có dịp kết nối với những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Và mình những cái bài học về kinh doanh mình cũng sẽ chia sẻ sâu hơn trong đó. Và các bạn sẽ hỏi cho mình những câu hỏi rất là sâu ở trong đó. Ok. Và bạn nào mà muốn mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống. Ngày mai các em nó sẽ liên hệ và nó gửi sách đến khắp mọi miền đất nước cho các bạn. Và hồi nãy giờ mình đã chia sẻ bạn tới cái điều số 3 rồi. Và các bạn thấy cái bài học có tuyệt vời không? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn như thế nào ? Các bạn comment những cái bài học xuống đi để chúng ta cùng nhau biết. Ok chưa? Ok không các bạn ơi? Tiếp tục. Luôn, cái thứ tư là luôn sẵn sàng trong tư thế cạnh tranh. Ghi vô. Đây là đặc trưng của người làm kinh doanh. Nếu mà làm kinh doanh mà các bạn sợ cạnh tranh thì cái điều này là cái điều hình như là các bạn không phải là người làm kinh doanh. Cứ đi tìm cái sản phẩm gì cho nó không cạnh tranh rồi nói là kinh doanh mà nó cạnh tranh quá. Ok chưa? Thì cái điều đó là cái điều mà không tốt. Cạnh tranh là một niềm vui, cạnh tranh là cái cơ hội để bạn rèn luyện cái kỹ năng. Cạnh tranh là cái cơ hội gì ? Cơ hội để chúng ta soi xét lại mình, năng lực của mình. Các bạn thấy hai đội bóng nó đá với nhau, những cái người cầu thủ trong một đội bóng họ cạnh tranh với nhau thì
nó mới giỏi được. Chuyện gì xảy ra khi cái thằng tiền đạo đó nó giỏi mà không ai cạnh tranh với nó, thì nó sẽ trở thành cái thằng tiền đạo dở. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Bây giờ bạn nào mà chưa có sách của mình thì các bạn tranh thủ các bạn mua sách. À, bạn Trần Phương, bạn có sách chưa? À, bạn có hai quyển sách của mình chưa? Nếu mà chưa có thì bạn tranh thủ bạn mua đi. À, chào bạn Hoàng Hoàng Thương, ok chưa? À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình chỉ góp một phần nhỏ thôi. À, chúng ta phải sẵn sàng trong tư thế cạnh tranh, và cái thằng nào mà nó không chống chọi được cạnh tranh thì nó nên chết. Bạn hình dung chưa? À, các bạn thấy hồi kia không? Ở Sài Gòn các bạn thấy cái thời xa xưa có chỉ mỗi cái taxi Mylin à. À, rồi sau đó có gì à? Có Vinasun với Mylin cạnh tranh nhau quyết liệt, và cái cuộc cạnh tranh quyết liệt đó như thế nào à? Mà Vinasun thắng, Mylin xuống số 2. À, và các bạn thấy một thời gian rất là dài, đi đâu thì gọi Vinasun, không Vinasun thì ông Mylin. Và các bạn thấy mấy ông đó, à, mấy ông đó như thế nào à? Mấy ông đó, ông đó, các bạn thấy ông tệ cho tới lúc mà Uber, Grab họ vào. Các bạn thấy mà, một cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt. Và các bạn thấy không, bây giờ mình nói thật với các bạn, bây giờ mà đi taxi Vinasun, đi taxi Mylin mình ghét không thể tưởng được. Tại vì sao? Cái cách mấy ông tài xế không có được huấn luyện, hoặc là theo cái văn hóa cũ, xe thì dơ, chạy thì lắc sắc, thái độ thì không có tốt. Các bạn hiểu chưa? Tài xế Uber người ta lên, tài xế Vinasun người ta lên, người ta trân trọng khách hàng, người ta cảm ơn khách hàng, người ta tới, người ta đứng chờ, con mấy cái ông kia. Các bạn thấy chưa? Kinh doanh cái gì mà không cạnh tranh nó chết và nó tệ hại ra. Cạnh tranh là cái cơ hội, các bạn biết không ạ? À, cơ hội để chúng ta gì ạ? À? À, để chúng ta phát triển mình. Cạnh tranh nó là một nghệ thuật. À, một nghệ thuật. À, nghệ thuật người ta nào lách qua được cái cửa cạnh tranh đó là người ta thắng. Nó là trong cái thế giới mà cạnh tranh đó, thằng nào mà chết thì thằng đó xứng đáng chết, bởi vì nó tệ quá nên nó phải chết. Bạn nhận ra điều này, nó tệ lắm. Các bạn thấy lĩnh vực nào mà không cạnh tranh nó tệ lắm. Các bạn nhớ cái thời xa xưa không? Cái thời xa xưa mà mới có internet á, là hồi đó có mỗi một mình của ông VNPT à, các bạn nhớ không? Vừa mắc mà vừa như thế nào ạ? À? Vừa mắc mà vừa như thế nào ạ? À? Vừa nó chạm rơi à? Mà sau này bắt đầu cạnh tranh lên, à, FPT ra đời. À, bạn hình dung chưa? Cũng tham gia thị trường internet. Rồi Viettel cũng tham gia thị trường internet. Thì các bạn thấy cạnh tranh nó tốt ra. Còn ông nào mà không sống được cạnh tranh, ông đó chết quách đi cho rồi. À. Rồi bạn nhớ hồi kia điện thoại không? À, gọi điện thoại á. À, lúc đầu thì là chỉ có ông VNPT à. Rồi sau đó có mobile, rồi sau này có Viettel, các bạn dùng và bắt đầu được cạnh tranh nhau, và thế là như thế nào ạ? À? Và như vậy nó mới có lợi được. Đi ra kinh doanh mà có lúc nào cũng nói cạnh tranh, sợ cạnh tranh thì làm sao mà ra kinh doanh được. Và các bạn thấy cái ông điện không? Các bạn thấy cái ông điện của Việt Nam của mình không? Không cạnh tranh á, một mình ông độc quyền á, các bạn thấy không ạ? À? Năm nào ông cũng đòi lên giá đó. Không có năm nào ông làm cái quỷ gì mà ông cũng đòi ông lên giá đó. Tại vì nó độc quyền. Bạn hình dung chưa? À, bây giờ mà cho nhiều ông điện vô tham gia xem là tự nhiên nó phục vụ chúng ta tặng ra liền. À, cái tình trạng độc quyền là cái tình trạng mà nó méo mó. Các bạn thấy chưa? Cái khu công nghiệp của người ta, à, bây giờ bạn mở một nhà máy đốt đúng không? Bạn muốn điện về, các bạn thấy không? Bạn phải bỏ tiền trồng tất cả các cây trụ điện. Bạn bỏ tiền bạn mua cái bình điện. À, rồi họ mới kéo điện về, rồi bạn lại trả tiền điện cho họ. Các bạn thấy vô lý, chỉ có độc quyền nó mới như vậy thôi. À, còn nếu mà không độc quyền á hả, mà cạnh tranh á hả, thì khi mà mình có một nhà máy và mình sử dụng điện tuyệt vời nó như vậy, thì cái thằng điện nó phải tới nó bán điện cho mình, là nghĩa là nó phải bắt cái cây trụ điện tới, nó phải bỏ tiền để nó bắt cây trụ điện tới chứ. Bạn nhận ra không? Rồi nó phải bỏ tiền để nó hạ cái bình điện nó tới chứ. Rồi mình mới móc vào đó mình dùng cho, tôi mua điện của anh mà, anh phải đưa tới để tôi mua chứ. Nhưng mà bây giờ độc quyền nó bắt mình làm hết. Cái đó là cái tình trạng độc quyền. Độc quyền là nó xấu xa lắm. Độc quyền là nó không có tệ hại lắm. Các bạn thấy chuyện gì xảy ra nếu mà
cả một cái làng này cứ một mình bạn bán quán ăn phở, bạn bán dơ hầy, bạn bán dơ ẹt, mà người ta không có sự lựa chọn, người ta phải ăn. Nhưng mà cả làng này có 10 quán ăn phở là thằng nào muốn cạnh tranh được là thằng đó phải phục vụ khách hàng tốt, phải làm tốt. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cạnh tranh là một nghệ thuật, nó kinh doanh là đừng có sợ cạnh tranh, mà các bạn phải có cái năng lực vượt lên sự cạnh tranh đó. Muốn ra làm kinh doanh mà suốt ngày nói cạnh tranh, mà gọi là làm kinh doanh gì? Các bạn có nhận ra điều này chưa? Trong tất cả mọi mặt trong đời sống này, chúng ta phải là người cực kỳ giỏi để vượt qua cạnh tranh. Ok các bạn ơi, vậy thì tiếp theo nữa là cái điều gì ạ? Điều số 5 là gì? Là chúng ta phải gì ạ? Phải có suy nghĩ dài hạn. Một người mà làm chủ doanh nghiệp chính đáng là họ phải có luôn suy nghĩ dài hạn. Họ làm bây giờ nhưng mà họ nghĩ cho 5 năm, 10 năm nữa. Nó là cái người nào mà họ có suy nghĩ dài hạn thì họ làm ăn đàng hoàng. Cái người nào mà họ không có suy nghĩ dài hạn, họ làm ăn thất bát lắm, họ làm ăn bại bản, họ chỉ biết bán được ngày hôm nay. Các bạn thấy các công ty nhà con người ta suy nghĩ dài hạn. Người ta qua Việt Nam mình các bạn thấy không ạ? Người ta bán xe. Người ta bán xe. Và người ta như thế nào ạ? Khi mà người ta bán xe và xe lỗi thì người ta như thế nào ạ? Người ta thu về và người ta như thế nào ạ? Người ta tự động thu về báo cho các bạn và người ta như thế nào ạ? Người ta sửa lỗi cho các bạn, người ta sẽ đổi cái sai đó cho bạn. Nghĩa là người ta suy nghĩ dài hạn. Người ta suy nghĩ cái kết quả ngày hôm nay cho tới 5 năm, 10 năm sau, 20 năm sau nữa. Làm kinh doanh, đã chọn kinh doanh là một sự nghiệp của mình, đã chọn kinh doanh là một cái nghề mình thì chúng ta phải suy nghĩ dài hạn. Chúng ta không thể suy nghĩ trước mắt được. Ở Big Training cũng dạy các bạn đâu. Mình mới ra làm ngày nào bây giờ thấm thoát đã được 9 năm rồi. Và nó sẽ tồn tại thêm vài chục năm nữa cho tới khi mà mình không đứng lớp nổi nữa. Và chính vì cái suy nghĩ dài hạn đó nên như thế nào nên tất cả các bạn đến tham dự cái chương trình làm chủ doanh nghiệp mình là các bạn thấy không ạ? Mình chia sẻ bằng rất là năng lượng trong cái khả năng của mình. Chia sẻ rất là nhiệt huyết trong cái khả năng của mình. Mình chỉ làm việc hết mình. Trong cái khả năng của mình. Rồi như thế nào Về nhà, các bạn suy nghĩ gì về mình đó là việc của các bạn. Các bạn bước ra khỏi lớp, đó là việc bạn. Cái việc đó là việc cho chú lo, mình không biết được. Nó là rất là thú vị, có rất là nhiều người họ tới nó học cái lớp mình về thì họ áp dụng, họ làm rất là tốt. Có những bạn từ rất là xa xôi, ví dụ như bạn Nguyễn Kiên Giang này ở Cần Thơ này, lớp nào cũng đi về khăn gói về học hết, luôn cả beatbox. Một buổi tối có 3 tiếng đồng hồ thôi, bạn cũng khăn gói từ dưới đó lên để đi học, tuyệt vời. Mà có những bạn ở Sài Gòn như vậy nè, sát bên nách vậy đó, nhưng mà họ làm việc không có nghiêm túc. Rồi chừng cuối cùng 2-3 năm sau khởi nghiệp một doanh nghiệp, họ khởi nghiệp cũng không được đó. Trong khi người khác thì từ tay trắng họ đã làm được rồi. Họ từ các tỉnh xa xôi họ về đây họ học. Bởi vì sao? Họ trân trọng những cái kiến thức, họ học để họ làm. Còn mấy người kia họ học để họ khám phá. Họ học để họ xem là ở đó vậy cái gì thôi. Nên là chúng ta cần phải có cái suy nghĩ dài hạn. Làm cho ngày hôm nay để 5 năm sau chúng ta trở thành cái gì đó, 10 năm sau chúng ta trở thành gì đó. Và ai mà có suy nghĩ dài hạn thì các bạn sẽ gì? Làm việc rất là chỉnh chu, rất là đàng hoàng, rất là tử tế. Kể cả về nhân viên, kể cả về mặt khách hàng, kể cả về sản phẩm và kể cả về công ty của chúng ta cứ từng bước đi và chúng ta đầu tư rất là bài bản. Họ ra họ kinh doanh, họ làm ăn làm như là như thế là ngày mai họ không còn có cơ hội kinh doanh nữa, họ chụp giật. Họ rất là chụp giật. Đụng đâu bán đó. Bán toàn là những cái hàng gì hàng quá đắt. Ví dụ các bạn thấy ở Việt Nam chúng ta hàng loạt những thứ gì rau muống thì như thế nào tưới bằng gì tưới bằng gì nhớt, cà phê thì làm dưới binh, các bạn thấy như vậy thì làm sao mà tồn tại lâu được. Thuốc bán ung thư cho người ta thì lại đốt than tre vào và làm gì
làm thuốc, ok chưa? Heo thì bơm chất kháng sinh vào. Các bạn giờ những cái người họ suy nghĩ như vậy đó, thì làm sao mà họ làm được, họ làm lâu dài 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 được? Họ tự phá hoại cái sự nghiệp của họ. Các bạn thấy chưa? Có những ai mà họ làm mà không tử tế mà họ tồn tại lâu không ạ? Bạn chỉ xem trước sau gì, không sớm gì muộn gì, họ cũng tiêu thôi. Bởi vì họ không hiểu rằng cái sự nghiệp nó rất là quan trọng. Để chọn con đường làm kinh doanh đó là một cái sự nghiệp rất là lâu dài. Và chúng ta phải làm việc tận tâm với nó. Chúng ta không tận tâm với nó mà chúng ta... Bây giờ các bạn thấy không, có ai mà làm việc không chính quy mà họ được kéo dài đâu ạ? Không có ai tồn tại được như vậy đó. Nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái suy nghĩ dài hạn, đừng có suy nghĩ trước mắt. Tiếp theo, ok, hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có học được gì không ạ? Nếu mà các bạn học được gì hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn học đi, ok chưa? Bạn nào chưa mua hai quyển sách của mình thì các bạn tranh thủ các bạn mua hai cái quyển sách của mình đi. Các bạn mua hai cái quyển sách của mình, quyển Vượt Vượt Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, sẽ gửi đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn nào chưa mua tranh thủ các bạn mua nha, ok chưa? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp tục, cái thứ sáu là họ nhìn thất bại, ok chưa? Kinh doanh phải có đạo đức, ok. Đạo đức là cái quái gì vậy bạn Mạnh Cương? Ok, mình không nghĩ là đạo đức. Bạn nói cái từ đạo đức, chắc chắc gì bạn đã hiểu cái từ đạo đức đó là cái gì chưa? Nên là đừng bao giờ nói cái từ đạo đức ở đây hết. Cái người mà họ nói cái từ đạo đức thì có lẽ là họ cũng không hiểu cái từ đạo đức đó là cái quái gì. Cái từ đạo đức nó nặng nề lắm. Nó ràng buộc của người ta đủ thứ đó. Mình không có dùng cái từ đạo đức, mình chỉ dùng cái từ tử tế thôi. Chúng ta cố gắng tử tế thôi. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Những cái người mà kinh doanh, họ có cái máu kinh doanh á, thì họ xem thất bại là một cái chất gia vị trên hành trình thành công. Thất bại là một cái gì đó mà chúng ta phải trải qua. Thất bại là một cái cú dắt mà chúng ta cần phải học nó. Chúng ta cần phải học nó. Thất bại là một cái trải nghiệm mà chúng ta phải vượt qua trước khi chúng ta đến thành công. Nó là họ xem thất bại là một cái vị, một cái vị, một cái vị rất là thú vị trong hành trình làm kinh doanh, chứ không phải là họ sợ thất bại. Ngày nào cũng chờ livestream của thầy Duy để đá đít hành động, ok. Chào bạn Vinh, cảm ơn em. Bạn nhận ra điều này chưa? Họ còn chỉ những người mà họ không có cái tư duy làm chủ á, là họ sợ thất bại. Họ học mọi cách để không phải thất bại. Cái đó là cái mà làm gì có cái chuyện mà đi học để không thất bại. Đó là cái chuyện không đúng. Ông nào mà cố gắng đi học để tìm cái gì nó không thất bại là cái điều đó nó hoàn toàn không có chính xác. Làm gì có cái chuyện mà đi học để không thất bại. Làm gì mà chỉ cái cách để không thất bại. Thất bại là chắc chắn có. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình thì chúng ta hãy biết cách thất bại một cách rất là thanh lịch. Đừng có thất bại khổ đau. Phải biết thất bại thanh lịch. Thất bại thanh lịch đó, thất bại nhẹ nhàng á. Biết cách, phải có cái kinh nghiệm đó. Bản thân mình thì luôn học được cái cách thất bại thanh lịch. Không thất bại thì thôi, thất bại thì thất bại thanh lịch. Đừng có thất bại khổ đau. Còn thất bại là chắc chắn. Không phải bàn cãi rồi. Bởi vì khi mà chúng ta không thất bại thì chúng ta chưa thật sự lớn đâu. Nếu chúng ta không thất bại thì chúng ta chưa thật sự hiểu về cái con đường của mình đi đâu. Nếu chúng ta chưa thất bại thì chúng ta chưa trân trọng những gì chúng ta đang có đâu. Bạn nên nhớ vậy. Những người mà họ chỉ có thành công, có những người họ rất là may mắn, họ sẽ thành công, họ sinh ra trong những gia đình, họ có rất là nhiều điều kiện đó, họ thành công và họ chưa bao giờ thất bại. Những cái con người đó, các bạn thấy không ạ? Họ không có lịch thiệp được,
ok chưa? Họ hoàn toàn như thế nào à? Họ hoàn toàn rất là khó ưa. Và họ có nhiều tiền nhưng mà họ không có hiểu về sự đời nhiều. Bởi vì họ chưa nếm cái mùi thất bại. Và họ chỉ trưởng thành khi họ thực sự thất bại. Các bạn hiểu chưa? Nó là thất bại là một cái gia vị. Tự nhiên trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải thất bại một cách thanh lịch. Chúng ta vẫn cứ luôn lịch thiệp. Chúng ta vẫn cứ luôn đàng hoàng. Chúng ta vẫn luôn tử tế. Ngay cả khi chúng ta đang trên hành trình thất bại. Ok chưa? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Đó. Đó là cái thứ sáu. Cái thứ bảy. Ok chưa? Thứ bảy là luôn biết tạo động lực và năng lượng cho chính bản thân của mình, cho đội nhóm của mình, cho doanh nghiệp của mình và cho khách hàng của mình, cho đối tác của mình. Cái người mà họ có cái khả năng kinh doanh bẩm sinh á là họ luôn tạo năng lượng cho chính họ. Nếu mà không có năng lượng thì làm sao mà chúng ta làm được việc? Không có năng lượng. Ok chưa? Thì xem như là như thế nào à? Xem như là chấm dứt hết. Không có năng lượng thì chúng ta làm được cái gì to lớn đâu. Không có năng lượng, ăn còn không xong, uống còn không xong nữa thì làm sao mà phát triển được. Chào bạn Vũ Văn Tiến, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nó là luôn biết cách gì à? Luôn biết cách tạo năng lượng cho chính mình. Luôn biết cách tạo động lực cho chính mình. Thức dậy mỗi ngày là luôn năng lượng. Đã làm việc là phải luôn năng lượng. Gặp khách hàng là phải năng lượng. Gặp khách hàng mà không năng lượng thì đâu được. Gặp bạn bè chúng ta cũng phải năng lượng. Muốn năng lượng như vậy thì chúng ta phải tích cực. Những người mà không tích cực thì họ không có thể làm kinh doanh được. Làm việc đầu tắt mặt tối, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Tạo cho đội ngũ rất là năng lượng. Đối tác của chúng ta cũng năng lượng đó. Họ làm việc vơ ta. Cái đó là những người khôn ngoan à. Những con người đó là những người rất là khôn ngoan. Bởi vì sao à? Năng lượng luôn mang những điều tuyệt vời để cho cái cuộc sống của chúng ta. Có bạn tiêu cực quá. Bạn xuất hiện một ngày ế ỏi, các bạn thấy ngày đó bạn đâu có làm được gì nhiều việc đâu. Ok chưa? Nó là phải luôn có năng lượng tràn đầy. Và đó là những cái người làm chủ rất là khôn ngoan. Những người khởi nghiệp rất là khôn ngoan. Họ cho họ có được cái trải nghiệm cuộc sống rất là tuyệt vời. Bạn khi mà bạn có năng lượng, bạn ăn cái gì bạn cũng ngon, ngon. Khi mà bạn có năng lượng, ok chưa? Bạn suy nghĩ cái gì nó cũng tuyệt vời. Khi bạn có năng lượng, bạn làm cái gì nó cũng thuận lợi. Khi bạn có năng lượng, bạn ngủ nó cũng ngon nữa. Khi bạn có năng lượng, phần lớn những cái điều mà không tốt nó sẽ tránh bạn đi. Đó là những con người họ rất là khôn ngoan. Họ luôn cho họ một cái động lực rất là to lớn. Đó họ làm việc mỗi ngày. Còn những con người thất bại thì họ như thế nào à? Họ rên rỉ, họ than thở, họ đổ thừa. Họ nói là họ tại vì họ không có cái này, tại vì họ không có cái kia. Họ dở hơi không thể tưởng được. Đó là điều thứ 7. Và điều thứ 8. Ok chưa? Phải luôn lên nhớ rằng kinh doanh là con đường chúng ta cần phải chọn, chúng ta cần phải đi. Làm ông chủ là tất nhiên rồi, đó là sự nghiệp của chúng ta, tuy nhiên đó không phải là tất cả. Các bạn nên nhớ cái thứ 8. Ok chưa? Việc kinh doanh nó không phải là tất cả. Các bạn nên nhớ, nó không phải là tất cả. Chúng ta còn có gia đình nữa, chúng ta cần có cái cuộc sống này nó có ý nghĩa nữa. Chúng ta cần phải dành thời gian để đi du lịch, cần thời gian để trả lại cho chúng ta, cần thời gian để khám phá thế giới này. Rất là tuyệt vời là ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 này, mình dẫn nguyên một đoàn của các bạn đi Singapore. Đi Singapore để làm gì à? Để các bạn có sự trải nghiệm. Các bạn thứ nhất, các bạn đi khám phá đất nước Singapore, đi với mình để mình hướng dẫn cái quy trình, không nói rồi. Nhưng mà các bạn đó là các bạn tuyệt vời, là các bạn hiểu được rằng kinh doanh là kinh doanh, khởi nghiệp là khởi nghiệp, nhưng mà phải có thời gian gì trả lại cho bản thân mình. Đó là dù nó rất là quan trọng, chọn con đường làm kinh doanh rất là quan trọng,
Chọn làm ông chủ rất là quan trọng, chọn sự nghiệp mở công ty rất là quan trọng, tuy nhiên nó không phải là tất cả. Bạn nên nhớ, dù sau này bạn có rất là nhiều tiền đi, nhưng mà nó cũng không phải là tất cả. Tiền bạc nó cũng phải là tất cả hết của các bạn trong cuộc đời này. Chúng ta còn rất là nhiều mục tiêu khác để chúng ta phấn đấu nữa. Bạn hình dung chưa? Một trong những cái mục tiêu chúng ta phấn đấu là chúng ta cần phải có cái gia đình rất là tuyệt vời. Chúng ta cần phải có những người bạn rất là tuyệt vời. À, chúng ta cần phải cho chúng ta những cái chuyến trải nghiệm đi đây đi đó tuyệt vời. Chứ không phải là kinh doanh là tất cả hết của bạn. Không phải là ra kiếm tiền là tất cả hết của bạn. Không phải có tiền là tất cả của bạn. Không phải vậy. Nó chỉ là một phần trong cuộc sống. Đồng ý là chúng ta biết nó là quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong cuộc sống để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thôi. À, thì những người kinh doanh khôn ngoan, họ luôn biết cái vấn đề này. Thì các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì tối hôm nay mình chia sẻ bạn cái 8 cái lưu ý rất là quan trọng của người ra khởi nghiệp. Và đây là cái 8 lưu ý vô cùng quan trọng. Và các bạn phải chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, tát những cái người bạn của bạn vào. À, chào bạn Phạm Văn Sinh. À, các bạn luôn tát những người bạn của các bạn vào, ok chưa? Và bạn nào mà tham gia vào cái group để mình chia sẻ sâu hơn thì các bạn mua 2 cái quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Để gì ạ? À? Để gì ạ? À? Để các bạn đọc, để bạn có kiến thức. Rồi sau mình ép các bạn vào trong một cái group đó là cái group bí mật. Những người có 2 quyển sách này thì các bạn mới được vào trong cái group đó. Mình chia sẻ sâu hơn các bạn về kinh doanh. Các bạn có cơ hội làm quen với rất là nhiều người dân kinh doanh đam mê trên khắp mọi miền đất nước này. Và những người này rất là tuyệt vời, bởi vì họ đều đã đọc 2 cái quyển sách của mình rồi. Họ đều sở hữu 2 cái quyển sách của mình rồi. Nên là cái tư duy kinh doanh họ rất là tuyệt vời. Và cái đó là cơ hội để chúng ta kết nối với anh em đam mê kinh doanh khắp mọi tỉnh thành trên mọi miền đất nước này. Thì bạn nào quan tâm 2 quyển sách này thì các bạn inbox cái số điện thoại cho mình, để lại số điện thoại, ngày mai các em nó sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. 2 quyển sách chỉ có 210.000 thôi. Rồi, nó là 2 cái giá bìa đó. Nó là cái giá bìa của 2 quyển sách đó. Và mình sẽ free ship cho các bạn. Cái free ship nó đã là 50.000 rồi. Thực sự là mình thu tiền vốn thôi. Để làm gì à? Để làm gì à? Để các bạn có cái tư duy kinh doanh được bài bản, để chúng ta cùng nhau nói chuyện với nhau, để cho nó dễ hơn, trao đổi với nhau dễ hơn, và anh em với nhau cùng nhau biết nhau nó tốt hơn. Ok chưa? Bạn nào có sách nào mà và chưa vào group thì các bạn comment xuống để mình đưa các bạn cái đường link để các bạn biết. Và thứ năm tuần này có cái lớp làm chủ doanh nghiệp, ok chưa? Miễn phí, các bạn nào quan tâm thì các bạn inbox số điện thoại để các bạn đi học. Thứ bảy chủ nhật tuần sau thì mình có cái lớp 8 bước làm chủ doanh nghiệp, cái lớp nâng cao. Chúng ta học 2 ngày liên tục, chỉ cho bạn cái quy trình làm kinh doanh, ra kinh doanh không cần phải có tiền, chúng ta vẫn cứ ra kinh doanh được. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ rất là ngon. Và các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn nhé. Bye bye các bạn rất là nhiều.